Quyết định đầu tư này trước hết là nó nằm trong cái kế hoạch dài hạn của PCOne đầu tư năng lượng xanh, năng lượng tái tạo trong giai đoạn 2021-2030. Như vậy thì tôi cho rằng cái dự án không ngoài cái việc thành công về mặt kinh tế mà nó sẽ góp phần cho việc thành công cả về mặt môi trường và xã hội. Đấy là một trong những cái định hướng mà PCOne chúng tôi đang hướng đến, quyết tâm để đầu tư. Đấy là một cái dự án xanh, một cái dự án có cái năng lượng tốt, một dự án có dòng tiền ổn định đối với các bên chủ đầu tư cũng như là PCOne chúng tôi. Đồng thời nó cũng là góp phần để đóng góp vào cái lộ trình của Việt Nam cũng như là các nước là chúng ta đầu tư các dự án xanh. そうですね、今回のプロジェクトはやっぱり我々にとって初めての大型の海外プロジェクトだったので、まあ、そういう意味で海外進出の重要な一歩目だというふうに思ってます。やはりアジア地域でこれから事業を展開したいという中でこのプロジェクトでスタートできたことは非常に良かったと思ってるんですね。人マネジメントの力を提供したり、それからオペレーションの部分の能力を提供したりして、結果として地元の会社さんと日本から来た我々がそのケーパビリティを合わせてですね、それでようやくプロジェクトが完成するということができるんじゃないかなというふうに思っています。そういうプロジェクトがたくさんアジアにできてくると、どんどん切磋琢磨してプロジェクトの開発能力はアジア全体が上がると思うんですよね。そうなっていくことが多分この脱炭素を本当に成し遂げるための鍵なんだろうなというふうに思っています。The Lotus Wind project is one of the first internationally financed wind projects in Vietnam. We worked with the Climate Bond Initiative to certify this project as a green loan. So that was also very attractive for the other participants, that they could say that they worked on a green loan. We believe that this is such a catalytic project in terms of renewable energy in Vietnam.